Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mời. Ở video này thì nói chung thì ở trong trận Tống Kim 21 giờ này thì khá là đơn giản, tại vì bằng A với bằng Thất đánh Thiên Hành nhất bang nữa. Nên là bang mình cũng có khá nhiều anh em lên top, và đây thì Khải sẽ soi anh em xem. Như ạc này thì thì ngáo thì Duy Trường Lão Văn Bình thì anh em cũng biết rồi. Thì hôm trước Khải cũng soi rồi, thì ạc này thì một set đồ nhu tình anh em, giỏ đan nha, giỏ đan kỹ năng 3 cấp, áo nhu tình này. Đó, dưới lại càng khôn 2 cấp thì là ạc này giờ đang 3 cấp. Hôm nay thì được top 5. Nói chung là tầm này farm quá là nhiều anh em thôi. Toàn là farm quá thì khá là nhiều. Ai cũng 5-600 con luôn rồi. Thì video này là Khải soi đồ cho anh em xem thôi. Anh em xem thấy đồ đẹp thì anh em cho một like chia sẻ được nè. Đó, nói chung là đầu tiên là set Newton. Đó. Được chưa? Rồi, đi kèm với một cái nón sinh lực cao, chón kháng họ 40. Vũ khí loi sắt nội công 186 này. Nói chung cái vũ khí này là khá đẹp rồi. Một cây bao tay chón kháng hỏa 15-30, sinh lực 152. Chung giỏ đan thì cứ ưu tiên sinh lực nữa nè. Một đại lưng kháng loi 26, sinh lực 73. Một nhẫn chậm 40, sinh lực 129. Đó, nhẫn này quá đẹp cho giỏ đan luôn. Kèm với cái gia truyền này thì được móc 80 chậm nha nè. 80 chậm. Và đôi giày này thì đạt móc 80 chón luôn. 30 chón này kháng hỏa này. 30 chón kháng hỏa này. Như lại cái này 40 chón này, ạc này được 100 chón rồi nè. Đó, nói chung là giỏ đan thì cứ tầm này thì đi theo xét nhu tình thì đơn giản nè. 80 cho một mà 80 chậm. 80 chậm và 100 chón. 100 chón là quá dư rồi. Rồi nói chung thì video thì tầm này thì soi đồ cho anh em xem thôi, chứ không có gì đặc biệt hơn. Rồi, anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ nha. Đừng quên một like chia sẻ mạnh nha anh em. Hình như ạc đó rồi, coi có nhân tốt vào đan không. Giỏ đan. Ừ thì ngáo có vẻ là chưa 121 có lên top được nè. Và cho anh em xem nhẹ qua cái top server này. Antana 127, một liền 126, nói chung là tầm 120 mấy hết rồi. Đó. Còn mình thì mới 120 thôi. Tầm này hạng mình bị lách hạng á. Nhiều anh em hỏi sao chưa có nhập hạng, tại vì lách hạng á nè. Chứ còn tầm này Khải 120 gần 50% như thế này là Khải hạng 60-70 á, không biết đâu. Chứ không nhập hạng á. Rồi hôm nay thì mình được top 1 nên là được cái phi phong quá đẹp, 3 ngày quá đẹp luôn. Còn cái này được rồi, còn cái này được một trận tống kim, còn cái này được một trận tống kim quá đẹp. Rồi mở cái này thôi đâu ta. Đây phòng khách hơi đây cho anh em xem set đồ Khải đây. Set đồ Khải thì 80 chón 80 chậm đó. Với vẫn 80 chón 80 chậm thì Khải giao tranh vô tư nè, chỉ cần nhồi máu là ăn điểm thôi, nhồi máu là ăn mạng thôi. 80 chón 80 chậm và kháng họ quân và kháng lôi 75+2. Đây là chậm này, thấy chưa? Chậm này, chón này. Đó, thiếu yên là anh em là muốn đánh thì cứ mạch theo set đồ này thì anh em đánh đến sập server vẫn còn hot. Tay kháng lôi này. Ngọc bòi kháng lôi này. Nhẫn kháng lôi này. Giày kháng lôi này, đó. Và lượng kháng lôi Khải lên 75+2. Quá trâu nha. Đó, nói chung là như thế này thôi. Chủ yếu Khải đánh tống kim thôi nè, nên là Khải không mang phòng thủ quân lý, cũng như không mang kháng bay. Tại vì vào này Khải cắn lách được. Rồi anh em xem đừng quên trong like chia sẻ mạnh nha anh em ơi. Anh em thích soi cầu thủ nào thì cứ comment nữa, Khải sẽ soi tiếp cho anh em xem nha.